Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm fit sim ghép một con iPhone X của khách đem tới tại cửa hàng. Con này thì là máy lóc sim đang ở chế độ là bị khóa thẻ sim. Bây giờ mình sẽ gắn cái sim Viettel vô để xem có phải là lóc hay không. Thì nó báo là yêu cầu kích hoạt. Để mình đặt ti vô xem nó báo gì. Nó báo là sim không được hỗ trợ. Bây giờ mình sẽ lấy cái sim ra. Mình đặt ti máy vô lại đó. Thì bây giờ là con này là iPhone X mã Mỹ, US là 14.5.1. Thì khách hàng người ta không muốn nâng cấp US lên US 15, cho nên là buộc mình phải giữ US lại và fix sim ghép cho khách. Tại vì khách không muốn mất dữ liệu. Tại vì thường update US thì xui rủi nhiều khi nó bị treo máy, dẫn tới mất dữ liệu của khách nữa. Cho nên thì hôm nay mình làm con X này làm giữ lại US luôn. Bây giờ mình kiếm một cái sim nhà mạng AT&T nè, thuộc Mỹ, để mình gắn vô xem là con này nó lóc nhà mạng nào. Cái sim AT&T nó hơi dài, cho nên mình gắn vô nó bị kẹt. Rồi, ok, gắn được rồi. Bây giờ nó văng rồi bạn. Nó văng ra ngoài. Thì khả năng là con này không phải lắp nhà mạng AT&T. Bây giờ mình tháo ra. Bây giờ mình lấy một cái sim nhà mạng Ring, cũng thuộc Mỹ luôn á, nhà mạng Mỹ luôn. Mình bỏ vô mình test xem nó có phải lóc nhà mạng Ring không. Thông thường ở thị trường Việt Nam thì đa phần là AT&T với Ring là hơi nhiều. Những bạn mà mua máy mà mình hiện tại bị lóc lại á, mà không biết con mình lóc nhà mạng nào, thì có thể ra một số hệ thống, ví dụ như Lipbuy, Di Động Việt là gì đó, mà mấy bạn nhờ kỹ thuật người ta chết giùm. Thì con này mình gắn vô là nó báo nhà mạng Ring nè, không bị giăng hạt ti. Ok, như vậy là mình biết được con X này là lóc nhà mạng Ring. Bây giờ phía sim ghép theo kiểu này thì thời gian là hơi lâu, cho nên nhiều khi khách vô mình phải nói là khách phải chịu khó chờ, chứ phí sim ghép mà không thể nào gấp được. Phí thủ công này cực lắm các bạn. Rồi bây giờ mình gắn cái sim ghép với cái sim nhà mạng Việt Nam vô để mình bắt đầu công đoạn phí. Thì mình gắn vô là máy báo là không dịch vụ á, thì máy nhận sim. Thì lúc này chắc là khả năng nó sẽ ra hàng ti ra rồi. Chờ, khúc này chờ nha bạn.
Rồi, nó dang ra yêu cầu kết quả. Rồi, mình bấm giữ nút nguồn máy dây để nó hiện cái cuộc gọi khẩn cấp, mình bấm phím sau, bấm gọi. Tại vì là mình đang xài sim ghép renew cho nên cái cú pháp để nhập các mã thì là phải bấm phím sau rồi bấm gọi để nó hiện cho mình cái bảng chọn. Thì thường cái bảng chọn nó sẽ xuất hiện lên là tầm 15 đến 30 giây. Còn trường hợp nó không hiện á, mình phải làm tháo sim ra hay là khởi động lại máy gì đó để cho nó hiện lại. Như đây là mình đang làm lại nè. Rồi, mình bấm xong là mình bấm gọi rồi đi. Rồi, lúc này nó hiện bảng chọn. Đó, nó hiện cái thông tin của cái sim ghép của mình luôn là sim renew version 1.6. Thì cái lúc này nó hiện bảng chọn thứ nhất. Thì mình sẽ nhập cái mã của nhà mạng Ring. Rồi mình bắt đầu nhập. Thì cái mã này tí nữa mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn nào mà nhà mạng Ring thì mình có thể lấy về mà nhập vô. Rồi mình bấm gửi. Sau khi mình nhập xong thì mình bấm gửi. Bấm gửi. Rồi nó hiện bản chọn thứ hai. Thì mình nhập tiếp cái dòng ghép của nhà mạng Ring. Rồi, lúc này thì mình bấm bỏ qua. Hoặc mình vuốt lên để thoát về chế độ màn hình chính để xem mình update được không. Rồi lúc này mình bấm tiếp tục để mình update vô trong thử có thành công không. Rồi khúc này hơi xui rồi bạn. Sim không được hỗ trợ. Bây giờ chúng ta phải tháo sim ra để làm lại thôi. Sau khi đó thì mình đặt tay về máy vô trong đã. Mình phải tháo sim ra mình mới đặt tay được nha. Còn nếu mà để sim là nó không đặt tay được. Rồi mình đẩy vô lại. Yêu cầu kết quả. Thông thường mà nó bị như vậy là đa phần là mình nhập bị nó chưa ăn á, nó chưa ăn cái mã. Hiện tại nó cũng không lên sóng luôn mà, chưa có sóng. Bây giờ mình tiếp tục bấm lại để xem nó có hiện lại bản chọn không. Vẫn chưa được. Không là bắt đầu hơi căng á. Phía sim ghép thì thủ công thì bây giờ mình phải kiên nhẫn thôi. Các bước thì nó chỉ bấy nhiêu thôi, lặp đi lặp lại thôi. Nhiều khi phải cần cái sự mát tay nữa thì đôi khi nó lẻ lắm các bạn. Còn không thì thôi, khách vậu mình cũng vậu. Như trường hợp này là mình cũng vậu đó. Bây giờ mình tháo sim ra. Rồi khả năng là mình bỏ cái sim ghép ra ngoài luôn để mình test cái sim nhà mạng của mình thôi, xem nó cái sim nhà mạng nó có xấu không. Tại vì thông thường á, mình bỏ kèm với sim ghép mình fit tới fit lui á, thì cái sim nhà mạng của mình nó sẽ bị vô tình mất sóng luôn. Cho nên buộc mình phải test lại cái sim nhà mạng mình không để xem nó có sóng không. Hiện tại vẫn chưa lên sóng này.
Rồi ok, lên sóng rồi đó. Rồi. Tức là cái sim của mình vẫn ok, cái sim thường vẫn ok. Rồi bây giờ mình tháo ra để mình gắn cái sim ghép vào. Thật sự mình fix cái video này, mình fix cho khách mình cũng không biết trước kết quả là có được hay không, nhưng mà kinh nghiệm của mình á thì mình nghĩ là được. Tại vì từ lúc mình bước vô cái nghề điện thoại này nè, fix sim ghép này nè, kiến thức mình học được là học từ anh Nhâm Hoàng Khang. Anh Nhâm Hoàng Khang chắc bây giờ là mọi người biết nhiều đó. Bây giờ là nó nhân có sống rồi các bạn. Mình thử gạt tay vô trong thử xem được không. Nó vẫn không được. Với trường hợp này không được thì khả năng là mình phải làm lại từ đầu, là mình sẽ bấm về cuộc gọi khẩn cấp. Đối với dòng iPhone X thì các bạn giữ phím nguồn tầm mấy giây nó hiện cuộc gọi khẩn cấp, bạn chọn cuộc gọi khẩn cấp, sau đó bạn bấm phím sau, bấm gọi để nó hiện bản chọn. Đối với sim renew thì các bạn cứ làm như vậy là nó sẽ hiện bản chọn thôi. Rồi lúc này thì mình chờ tầm 15 đến 30 giây nó mới hiện. Còn nếu mà trường hợp mà nó không hiện nữa, còn đem máy đi nhúng nước đi, rồi lấy lên cho nó mát máy rồi mình làm. Cái này mình nó vui thôi nha. Bạn làm thật là hư á. Rồi mình chờ. Fix sim ghép là phải kiên nhẫn, chỉ có chờ đợi. Chờ đợi là thành công. Rồi nó hiện rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nhập lại cái mã nhà mạng và ring ở ô bản chọn thứ nhất. Rồi mình sẽ bấm gửi. Mã thì mình để ở phần mô tả, các bạn vô xem. Rồi nó hiện bản chọn thứ hai, mình nhập mã gíp của nhà mạng và ring. Rồi bấm gửi. Lúc này là rất là hồi hộp luôn các bạn. Ok, có sóng rồi, có sóng là mừng rồi. Rồi, đặt tay được rồi các bạn. Rồi, ngon cơm. Bây giờ mình sẽ test gọi. Sóng thì là tình hình là full cây. Tại vì mình ở trong cửa hàng cho nên là kính mà sóng full cây là ok. Video này bạn mấy bạn xem thấy cảm thấy hay á thì cho mình xin một đăng ký kênh và một like để mình sẽ tiếp tục ra những video khác. Fix sim ghép này có nhiều cách fix lắm, mình sẽ ra những cách fix khác nữa. Hiện tại có cách fix là fix xong bỏ sim ghép luôn, chỉ dùng sim thường thôi. Thì mình đã test rồi thành công, có gì mình sẽ đăng lên cho các bạn xem. Rồi, mình test cuộc gọi. Số điện thoại đó là số điện thoại của mình, cá nhân mình luôn. 0974 383238. Rồi, đổi chuông các bạn. Ok, như vậy là thành công rồi đó. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.